Vào chiều qua, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy số 1, Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy thành phố Hà Nội cho biết, liên quan đến vụ cháy lớn tại kho hàng ở cảng Hà Nội vào sáng cùng ngày, đơn vị đang đề xuất Ủy ban nhân dân quận Hai Bà Trưng chỉ đạo Ủy ban nhân dân phường Thanh Lương phối hợp tiến hành tổng kiểm tra, rà soát hạ tầng cơ sở và điều kiện kinh doanh tại các kho ở cảng Hà Nội. Theo báo cáo sơ bộ của Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy số 1, vào lúc 8 giờ 45 phút ngày hôm qua, đơn vị nhận được tin báo cháy tại kho D cảng Hà Nội, số 929 Bạch Đằng, phường Thanh Lương, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. Ngay lập tức, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy số 1 đã điều 6 xe chữa cháy, 1 xe tét nước, 1 xe tải, 1 xe cứu nạn cứu hộ cùng hơn 40 chiến sĩ đến hiện trường chữa cháy. Đồng thời, xin chi viện của Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy thành phố Hà Nội. Sau gần 1 tiếng đồng hồ thì đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Vụ cháy không gây thiệt hại về người. Các kho hàng bị cháy có diện tích 710m² với kết cấu tường gạch lợp mái tôn, hàng hóa được xếp lên kệ giá nên khi xảy ra cháy, ngọn lửa nhanh chóng lan ra các kho hàng theo chiều ngang. Hàng hóa chủ yếu là nước giải khát, máy chắc địa, dung dịch thử nước, máy đo điện và thiết bị điện. Nguyên nhân và thống kê tài sản thiệt hại của vụ cháy đang được cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ.